Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức chạy lại hàng ngày tàu du lịch Quảng Bình - Lào Cai từ tháng 7 năm 2020. Người dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu lo lắng khi xuất hiện nhiều cơn dư chấn động đất lớn nhỏ trong thời gian gần đây. Mở đầu chương trình là cụm thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, trong đó hơn một nửa xe là xe xuất khẩu, chủ yếu là các mặt hàng nông sản Việt Nam. Sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu qua cửa khẩu này là gần 28.500 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019 và kim ngạch đạt gần 16 triệu đô la Mỹ. Dự kiến quả vải xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong vụ 2020 sẽ tăng từ 10 đến 20% so với năm 2019. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 6 giá lợn trong nước có xu hướng giảm sau khi các doanh nghiệp được phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm xuống còn 85.000 đến 91.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, giá giao động từ 84 đến 88.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá giao động quanh mức 85 đến 88.000 đồng 1 kg. Cục xuất nhập khẩu dự báo giá lợn sống sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới khi nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam tăng. Dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát tại một số địa phương của tỉnh Điện Biên, khiến người chăn nuôi vô cùng lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tái đàn trong bối cảnh giá lợn đang tăng cao. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát đợt đầu tiên, hộ ông Trần Xuân Dụ đã phải tiêu hủy đàn lợn 35 con, thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. 4 tháng sau đợt dịch, ông đã vay ngân hàng để tái đàn và xuất chuồng được một lứa an toàn. Lứa này, ông tiếp tục vay vốn để tăng đàn. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi đã quay trở lại. Mọi cái khâu nọ kia thì rõ ràng là gia đình cũng phải đảm bảo nọ kia thì mới tái đàn. Mà tái đàn cái đợt đầu vào thì là đảm bảo không có vấn đề gì. Cũng đã được xuất rồi. Thế nên gia đình thấy là thôi muốn kéo lại của cái năm ngoái mất mát thì cũng muốn vào tiếp một đợt nữa. Để vào đợt sau này vào nhiều thì vào cũng hơn 30 con. Gia đình ông Trần Văn Thuận sau khi công bố hết dịch đợt đầu tiên, được chính quyền địa phương vận động tái đàn, gia đình ông đã mua 3 con lợn nái để tái sản xuất. 3 con lợn nái đang phát triển tốt và chuẩn bị đến kỳ phối giống sinh sản thì dịch bệnh đã quay trở lại, khiến ông thấp thỏm không yên. Thực tế giờ cái giống má giờ thực tế giờ nó cũng rất là khó khăn, là không có, là một cái, thứ hai nữa là cái kỹ về cái chuồng trại chúng tôi chưa thể nắm bắt được, không biết là liệu có đảm bảo không. Đấy, để có đảm bảo để mà ta tái đàn không. Tính đến ngày 28 tháng 6, toàn tỉnh Điện Biên đã có 7 xã thuộc các huyện Điện Biên, Mường Trà và thành phố Điện Biên Phủ tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn phải tiêu hủy gần 90 con, trọng lượng gần 2,5 tấn. Theo Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, việc tái đàn thì phải rất thận trọng. Thế thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo là đối với các hộ chăn nuôi mà chưa có dịch ấy, là chủ động được con giống thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để áp dụng các biện pháp kỹ thuật để làm sao đảm bảo cho đàn an toàn. Thế còn đối với những cái hộ chăn nuôi mà đã có dịch tả lợn châu Phi xuất hiện năm 2019 hiện nay thì việc tái đàn thì cũng cần phải cân nhắc và đặc biệt phải thực hiện tốt cái vệ sinh chuồng trại thật kỹ trước khi đưa tái đàn. Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho các hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Đến nay, dịch bệnh tái bùng phát tại một số nơi, cộng thêm nguồn cung lợn giống khan hiếm, giá cả tăng cao, khiến người dân đang đứng trước nhiều nỗi lo khi có ý định tái đàn. Tái phát từ ngày 18 tháng 6 đến nay, dịch tả lợn châu Phi tại Hà Giang đã xuất hiện ở 5 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Trước đó, Hà Giang đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi vào ngày 27 tháng 2 năm 2020. Sau khi thấy đàn lợn bỏ ăn, gia đình ông Lã Anh Hoạt ở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã báo cáo chính quyền địa phương và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn lợn trong chuồng nhà ông Hoạt dương tính với dịch tả lợn châu Phi và phải tiêu hủy. Thị trấn Việt Lâm là nơi tái phát dịch tả lợn châu Phi thứ hai sau xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên. Sau khi đã tiêu hủy thì gia đình cũng hàng ngày là vẫn khử trùng tiêu độc để vệ sinh chuồng trại, cũng mong muốn chính quyền địa phương
giúp đỡ hỗ trợ để chúng tôi còn phát triển kinh tế. Tính đến ngày 2 tháng 7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 hộ gia đình trên 5 thôn 5 xã của huyện Vị Xuyên. Số lợn chết và tiêu hủy là 71 con với trọng lượng 2.266 kg. Đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi cũng cấp cho các xã có dịch thì 110 lít hóa chất với lại 300 kg vôi bột. Thì chủ yếu là cho các hộ gia đình đấy để làm sao làm công tác tốt về công tác khử trùng tiêu độc. Đối với nhà có dịch thì chúng tôi tuyên truyền làm sao là mỗi ngày phun một lần vào buổi sáng sớm với lại buổi chiều. Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi không lan rộng trên địa bàn, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tiến hành tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh và chết theo quy định. Theo báo cáo, từ ngày 29 tháng 6 cho tới ngày 2 tháng 7, đã 4 ngày Hà Giang chưa có thêm điểm dịch tả lợn châu Phi mới. Dịch đang dừng ở 5 hộ gia đình trên 5 thôn 5 xã thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay là thời điểm dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới kinh tế và ảnh hưởng tới tình hình xuất nhập khẩu. Để giải quyết khó khăn và thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp xuất khẩu với mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, nông sản đã có những hướng đi mới để vượt qua khó khăn. 6 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với thiếu nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc. Các thị trường tiêu thụ lớn đều dừng nhập khẩu. Thiếu đơn hàng, năng lực sản xuất chỉ duy trì ở khoảng 35-50%, khiến các doanh nghiệp dệt may buộc phải tìm cho mình hướng đi mới. Từ mặt hàng xuất khẩu chủ lực là quần áo, thì nay khẩu trang và đồ bảo hộ y tế trở thành mặt hàng chính để doanh nghiệp này duy trì sản xuất và thu nhập cho công nhân. Với cái nhu cầu rất là gấp về những cái thiết bị bảo hộ y tế thì Tổng công ty 2010 chúng tôi đã xoay chuyển kịp, và cũng nhờ cái việc này mà chúng tôi có thể trụ vững được đến hết quý 2 của năm 2020. Có nghĩa là kết quả 6 tháng đầu năm chúng tôi tự đánh giá là chúng tôi trụ được qua cái khó khăn do ảnh hưởng về đứt cung và gãy cầu trong cái quý 1 và quý 2 của năm 2020. Nông sản cũng là một trong những nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm sút. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, xuất khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chế biến sâu, do đặc thù của ngành nên những thách thức đặt ra cũng hạn chế hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Trong cái tình cảnh thị trường khó khăn thì phải sử dụng các cái biện pháp mà tiết kiệm nội tại ở trong nhà máy, ví dụ như là sử dụng các biện pháp về tiết kiệm điện, nước, nhân công, rồi tiết kiệm giảm cái chi phí tiêu hao nguyên liệu và các lãng phí không đáng có để hạ cái mức giá thành sản phẩm tốt nhất, vừa đảm bảo cái mức mà tiêu thụ của thị trường trong cái tình hình đại dịch, cũng như là vẫn cân đối được cái giá thu mua nguyên liệu để đảm bảo cái lợi nhuận cho bà con nông dân. Có nhiều dấu hiệu lạc quan cho doanh nghiệp xuất khẩu hồi phục khi hiệp định EVFTA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8. Đây có thể sẽ là một cú hích cho xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm, nhất là đối với những mặt hàng được hưởng thuế về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Thì chúng tôi cũng nhận thấy thị trường EU là một cái thị trường truyền thống và chiếm tới gần 30% kim ngạch xuất khẩu, khoảng 6 tỷ đô la. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng là vào mùng 1 tháng 8 khi mà hiệp định có hiệu lực thì việc thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường sẽ giúp cho kim ngạch của chúng ta bù đắp lại mất mát của những đầu năm vừa qua. Với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp hiện nay, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ đáp ứng được các yêu cầu của thị trường EU và kết nối được với các doanh nghiệp nước ngoài khi thị trường mở cửa trở lại. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê mới đây đã công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Đây là tài liệu hết sức quan trọng nhằm phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Đây là lần thứ hai Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê phối hợp tổ chức cuộc điều tra này. Cuộc điều tra lần đầu tiên được tiến hành vào tháng 8 năm 2015. Do đó, báo cáo điều tra lần này cũng so sánh những kết quả của thời điểm năm 2015 để cho thấy những biến chuyển trong đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, 99,5% các xã vùng dân tộc thiểu số đã có trạm y tế, hầu hết được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố,
tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm 2015. Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế cấp xã đạt 83,5%, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015. Về tỷ lệ trường học kiên cố đạt 91,3%, tăng 14,2 điểm phần trăm so với năm 2015. Độ tuổi kết hôn trung bình đã tăng lên 1,7 tuổi, đặc biệt tỷ lệ tảo hôn đã giảm 4,7 điểm phần trăm và tính trung bình là giảm 1% qua từng năm. Ngoài ra, kết quả điều tra cũng đưa ra những thông tin về dân số, tuổi thọ, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ lực lượng lao động, điều kiện sinh hoạt và đời sống văn hóa tinh thần. Tất cả những kết quả này sẽ là căn cứ quan trọng để tham mưu cho chính phủ xây dựng chính sách phù hợp nhằm cải thiện đời sống, nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn trật tự, ổn định xã hội, an ninh và quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã tổ chức chạy lại hàng ngày tàu du lịch Quảng Bình - Lào Cai thay vì chỉ chạy cuối tuần như trước đây. Theo đó, tuyến Hà Nội - Đồng Hới sẽ chạy thường xuyên từ ngày 8 tháng 7 với hai tàu SE19 và QB2. Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy thường xuyên tàu SP3 tại Hà Nội từ ngày 9 tháng 7 và tàu SP4 tại Lào Cai từ ngày 10 tháng 7. Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết từ 5 tháng 7, doanh nghiệp này sẽ chạy thêm tàu khách tuyến Hà Nội - Vinh vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Việc chạy tàu du lịch Quảng Bình - Lào Cai hàng ngày sẽ góp phần kích cầu du lịch nội địa, giúp du khách có thêm lựa chọn di chuyển và thuận tiện lên kế hoạch cho chuyến du lịch tại hai địa điểm Quảng Bình và Lào Cai. Xã Thạch Yên, huyện Cao Phong là xã nghèo vùng cao 135 thuần nông của tỉnh Hòa Bình. Thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp nên đời sống người dân nơi đây hiện vẫn vô cùng khó khăn. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 40 km, có khoảng 1.200 hộ và gần 5.000 nhân khẩu, gồm dân tộc Mường chiếm trên 98,2%. Thạch Yên có nhiều tài nguyên có thể phát triển du lịch sinh thái, lịch sử tâm linh và du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng ngắm vẻ đẹp của những cảnh quan đang dần được khai phá như điểm ruộng bậc thang, nơi con người đã phải trải qua hàng trăm năm xây đắp mở mang kiến tạo, khu thác Tài Đai nổi lên như một bức tranh thủy mặc sơn thủy hữu tình, là khu thác nước tự nhiên kết hợp với cảnh quan núi rừng tự nhiên. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến việc xây dựng danh mục các công trình nhà cổ, công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tiếp tục là đơn vị tổ chức triển khai lập danh mục và xây dựng quy chế quản lý các công trình nhà cổ, công trình xây dựng có giá trị trước năm 1954 trên địa bàn. Giao cho Sở Xây dựng rà soát lại quá trình triển khai thực hiện công tác lập và quản lý danh mục nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn, báo cáo khó khăn vướng mắc nếu có, rà soát lập hồ sơ các công trình biệt thự có kiến trúc Pháp phải bảo tồn, trên cơ sở đó lập danh mục và đề xuất chương trình hợp tác với đại sứ quán Pháp. Chi vượt quyết toán, số tiền vượt phải thu hồi để nộp ngân sách nhà nước chưa thu được lên tới hàng tỷ đồng. Đó là những khoản không có khả năng thu hồi, dẫn đến nguy cơ mất vốn nhà nước. Đây là thực trạng xuất hiện nhiều năm qua trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Bắc Cạn. Dự án kè bờ hữu và trình trị sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Cạn đã hoàn thành từ lâu, nhưng số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng vẫn chưa thu được. Đây chỉ là một trong số hàng trăm công trình phải thu hồi vốn do chi vượt quyết toán tại tỉnh Bắc Cạn. Công trình này là gói thầu số 1 của công ty Bắc Việt. Thì vừa qua là chúng tôi đã phối hợp và làm việc với nhà thầu. Nhà thầu cũng cam kết là trong thời gian tới là nhà thầu cũng sẽ nộp trả cái khoản tiền mà còn lại là 427 triệu đồng. Để thu hồi vốn do chi vượt quyết toán tại các dự án, Công an tỉnh Bắc Cạn làm việc với 10 chủ đầu tư trên địa bàn. Đến nay mới thu hồi được gần 100 triệu đồng. Số tiền phải thu hồi hiện còn khoảng 5 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 500 triệu đồng không có khả năng thu hồi. Một số khoản khó thu và một số dự án khác được xây dựng cách đây gần 20 năm hiện còn chưa xác minh xong để thu hồi vốn. Có những đơn vị thì đến giờ phút này thì người ta cũng đã giải thể. Có những đơn vị người ta đã sáp nhập với đơn vị khác, mà đặc biệt là có những đơn vị thì người ta giải thể để người ta thành lập một cái doanh nghiệp khác. Thì chúng tôi cũng phải đi tìm hiểu xem có phải là họ giải thể để họ thành lập một cái pháp nhân khác không. Thì cái pháp nhân đó, tồn tại đó thì phải kế thừa lại cái cũ của đơn vị cũ. Thì hiện nay vẫn còn vướng mắc ở một số những cái dự án, chủ yếu là các dự án đã triển khai rất là lâu. Và hai nữa là liên quan đến tư cách pháp nhân của các nhà thầu mà còn nợ.
không còn có chỗ, doanh nghiệp không còn hoặc đã giải thể, hoặc chủ doanh nghiệp không còn hoặc không còn có tư cách pháp nhân để tiến hành trả nợ tiếp cho nhà nước. Đây là cái những cái nội dung mà đang rất là khó. Có thể thấy trong một thời gian dài, việc thu hồi số tiền thanh toán vượt quá giá trị quyết toán tại tỉnh Bắc Cạn không được quan tâm đúng mức. Do đó, đối với những dự án cách đây hàng chục năm rất khó có khả năng thu hồi. Khi nguy cơ mất vốn nhà nước đang lớn dần thì tỉnh Bắc Cạn mới vào cuộc xử lý. Tỉnh Bắc Cạn cần có giải pháp quyết liệt trong hoạt động hậu kiểm, thu hồi, phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu, tránh tình trạng thả gà ra đuổi sau khi đã quyết toán công trình. Trong gần một tháng qua, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận gần chục dư chấn động đất lớn nhỏ. Đây là điều chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây, khiến người dân lo lắng hoang mang. Đây là những hình ảnh ghi lại sau trận động đất ngày 16 tháng 6 tại trường mầm non Bản Rẳng, xã Mường Tè. Trận động đất đã khiến trần nhựa của lớp học rơi xuống, khiến 4 em học sinh bị thương nhẹ. 13 giờ thì đã bị rơi trần thạch cao nên là cũng có mấy cháu cũng bị thương nhẹ, nhưng hiện nay thì sức khỏe đã ổn định rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, nhà trường cũng như là phụ huynh rất là lo lắng tới cái tình hình sức khỏe của các cháu. Theo Viện Vật lý Địa cầu, thì trận động đất ngày 16 tháng 6 có cường độ 4,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,6 km. Hậu quả làm hư hỏng một số nhà dân và công trình công cộng, thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý là những ngày sau đó, các dư chấn động đất vẫn tiếp tục xảy ra, tuy không gây thêm thiệt hại nhưng đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trong cái 5-6 ngày đến nay thì về cái tình trạng động đất thì vẫn còn tiếp tục ngày cả ngày và lên đêm. Nhưng về cái tình hình con để con tuyên truyền vận động bà con ấy, thì cũng còn có cấp ủy đảng từ huyện đến xã thì cũng đến con động viên bà con và nhắc nhở bà con để phòng tránh con cái động đất khi con xảy ra thì cũng phải con nhanh chóng khẩn trương con chạy ra ngoài. Nhưng về con tuyên truyền ấy, cho cái bà con để bà con yên tâm đấy thì đến bây giờ thì cũng con chưa có cái tuyên truyền nào cái hướng dẫn để cho bà con. Đến thời điểm hiện tại, những trận động đất xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chưa gây thiệt hại đáng kể đối với người và tài sản. Tuy nhiên, huyện Mường Tè cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chất để sẵn sàng có biện pháp ứng phó khi cần thiết. Đồng thời cũng mong muốn các ngành chức năng có những khảo sát, đánh giá để đưa ra những dự báo, cảnh báo kịp thời giúp người dân đề phòng, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Chợ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương được xây dựng từ cách đây hơn 20 năm. Hiện nay chợ đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bà con tiểu thương và người dân. Huyện Ninh Giang cũng đã triển khai xây dựng chợ mới, nhưng bà con mong muốn tiến độ xây dựng được đẩy nhanh để người dân có chỗ mua bán an toàn. Chợ huyện Ninh Giang là khu chợ tạm, được hình thành từ gần 20 năm nay. Do được xây dựng từ lâu, vật liệu chủ yếu là cột tre và lớp mái tạm bợ, nên chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Chợ hiện có gần 100 hộ tiểu thương buôn bán phục vụ nhân dân trong huyện. Những ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì thường xuyên bị ngập và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ai mà chả thích chợ mới nó cũng như cái nhà mới, chợ cũ là do mình dựng nên thì nó lô mô nhà cao nhà thấp, rồi hai nữa là không có thống nhất được với nhau, tự nhà nào gọi là nhà ấy làm thì có khi là ở giữa còn có khe rột, chứ cảm giác nó rất chi là khó chịu mà trong khi đó vẫn cứ phải ngồi. Đấy. Cái chợ nó xuống cấp từ lâu rồi, nên người dân cũng tự là lợp rồi tự làm rồi tự gọi là ấy, nên nó cũng rất là mất vệ sinh môi trường, nên là nó ảnh hưởng đến cuộc sống người. Hai nữa là bây giờ chợ nó xây chưa xong thì người dân cũng họp ra cả cái đường, nên ảnh hưởng đến giao thông rồi mọi thứ là về môi trường an toàn về giao thông là nó cũng chưa được là tốt lắm. Huyện Ninh Giang cũng đã đầu tư trên 57 tỷ đồng để xây dựng chợ mới với diện tích gần 3 hectare bên cạnh chợ cũ, với quy mô 3 tầng với hơn 100 gian hàng đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động giao thương buôn bán. Tuy nhiên, do chợ cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nên bà con nhân dân rất muốn chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành khu chợ mới để bà con yên tâm kinh doanh buôn bán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.